Mời quý vị khán giả theo dõi bản tin tìm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Thưa quý vị, Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan FTA ngày hôm qua đánh giá đợt lũ ở miền Bắc nước này trong tuần qua đã gây thiệt hại tới 27 tỷ bạc, tương đương khoảng 811 triệu la Mỹ. Chủ tịch FTI ông Green Gray, Tien Nukui, cho biết 60 đơn vị sản xuất là thành viên FTI ở tỉnh Chiang Rai bị thiệt hại về nhà xưởng, máy móc ô tô và thiết bị văn phòng trong trại thiên tai này. Ông cho biết hầu hết thành viên FTA ở tỉnh này hoạt động trong ngành chế biến nông sản, nên các thành viên sản xuất hàng tiêu dùng đã được yêu cầu tăng năng lực lượng sản xuất để đáp ứng nhu cầu của người dân sau lũ lụt. Ông đồng thời khẳng định, liên đoàn đã chuẩn bị biện pháp để phục hồi hoạt động sinh doanh. Cơ quan hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của Singapore ngày hôm nay công bố dữ liệu cho thấy, xuất khẩu mặt hàng phi dầu mỏ tiếp tục tăng, trong đó hàng điện tử tăng đột biến. Theo cơ quan trên, xuất khẩu mặt hàng phi dầu mỏ của Singapore trong tháng 8 tăng 10,7% so với cùng kỳ năm 2023, sau tháng 7 tăng 15,7%, trong đó xuất khẩu hàng điện tử tăng 35,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng đối với các sản phẩm bo mạch và đĩa. Mặt hàng phi điện tử tăng 3,7% do nhu cầu tăng về máy móc chuyên dụng. Những khách hàng lớn của hàng hóa phi dầu mỏ của Singapore là Hồng Kông và Trung Quốc với kim ngạch tăng lần lượt là 70 và 18%. Tuy nhiên trên cơ sở hàng tháng, tổng kim ngạch xuất khẩu mặt hàng phi dầu mỏ của Singapore giảm 4,7% trong tháng 8. Hôm 13 tháng 8, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore đã thu hẹp dự báo xuất khẩu mặt hàng phi dầu mỏ năm 2024 xuống còn 4 đến 5%. Đồng thời nhấn mạnh rủi ro chính gây sụt giảm đối với xuất khẩu vẫn còn, bao gồm sự phục hồi yếu hơn dự kiến trong nửa cuối năm. Theo báo cáo công bố hôm qua, cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA dự báo đến năm 2050, năng lượng hạt nhân sẽ tăng trưởng mạnh trên toàn thế giới. Trong báo cáo, ước tính năng lượng điện và năng lượng hạt nhân trong giai đoạn đến năm 2050, IAEA đã đưa ra hai dự báo về triển khai năng lượng hạt nhân toàn cầu. Đầu tiên, công suất điện hạt nhân toàn cầu tăng khoảng 40% từ 372 GW điện vào năm 2023 lên 514 GW vào năm 2050, trong kịch bản khả quan nhất. Công suất vận hành điện hạt nhân toàn cầu sẽ đạt 950 gigawatt điện vào năm 2050, gấp 2,5 lần so với năm 2023. Báo cáo khẳng định vai trò quan trọng của các chính sách và chiến lược hỗ trợ quốc gia, cơ chế tài chính thuận lợi hơn, đầu tư vào lưới điện và phát triển lực lượng lao động. Báo cáo ước tính đến cuối năm 2023, 413 lò phản ứng điện hạt nhân đã hoạt động trên toàn thế giới và 59 lò phản ứng với tổng công suất 61,1 gigawatt điện đang được xây dựng. Sau 74 năm hoạt động, nhà máy thép Huchibato lớn nhất Chile tọa lạc tại thành phố Takahuano chính thức ngừng hoạt động hôm qua do không thể duy trì đủ nguồn tài chính cùng với sự cạnh tranh từ thép nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc. Trong tuyên bố, Chủ tịch Huchibato, ông Julio Benchon cho biết hội đồng quản trị đã làm mọi cách trong khả năng để cứu nhà máy. Trước khi đóng cửa, nhà máy đã đạt được thỏa thuận nghỉ việc với các nhân viên gồm khoảng tăng 30% tiền lương cùng phúc lợi khác. Huachipato là nhà sản xuất thép lớn nhất Chile. Vào thời kỳ đỉnh cao, cuối những năm 90, nhà máy sản xuất 1 triệu tấn thép mỗi năm. Tuy nhiên, nhà máy nhận mất thị phần vào tay hàng nhập khẩu giá rẻ của Trung Quốc, với khoản lỗ lên tới 700 triệu đô la Mỹ kể từ năm 2019. Tháng trước, nhà máy ra thông báo sẽ đóng cửa. Động thái này ảnh hưởng đến 2.700 việc làm trực tiếp và 20.000 việc làm gián tiếp liên quan đến nhà máy. Theo ước tính, việc đóng cửa cũng sẽ ảnh hưởng đến 1.090 công ty vừa và nhỏ. Nhà sản xuất máy bay Boeing của Mỹ ngày hôm qua thông báo các biện pháp cắt giảm trong bối cảnh công nhân đình công tại nhà máy ở bang Washington vì lương thưởng. Giám đốc tài chính của Boeing, ông Rand West, thông báo công ty sẽ tạm dừng tuyển dụng và cắt giảm các chuyến công tác không cần thiết. Đồng thời, Boeing sẽ xem xét cho nhân viên, quản lý và giám đốc điều hành nghỉ phép. Công ty cũng sẽ giảm tạm dừng tham gia các hội trợ cũng như sự kiện thương mại. Trong email gửi nhân viên, ông West viết, Cuộc đình công gây nguy hiểm để quá trình phục hồi của Boeing. Chúng tôi phải thực hiện các hành động cần thiết để bảo toàn chi phí và bảo vệ tương lai của công ty. Đây là phản ứng với cuộc đình công của hơn 30.000 thành viên thuộc Hiệp hội Công nhân và Thợ máy Hàng không vũ trụ quốc tế ở hai nhà máy ở Seattle và Boston. Cuộc đình công đang kéo dài đến ngày thứ Tư, khiến hoạt động sản xuất dòng máy bay bán chạy nhất là 737 MAX gần như dừng hẳn. Theo các nhà phân tích, đình công có thể khiến Boeing mất hơn 100 triệu đô la Mỹ doanh thu mỗi ngày. Hãng tin Bloomberg cho biết công ty quản lý đầu tư bất động sản hàng đầu châu Á Capital Land Investment đang đàm phán để mua cổ phần trong chuỗi khu nghỉ dưỡng sang trọng của Pháp Club Med SIS từ chủ sở hữu Trung Quốc Fosun International. Theo Bloomberg, Capital Plan Investment, công ty đầu tư bất động sản niêm yết tại Singapore, đang tìm cách mua từ 20-30% đến 30 cổ phần của Club Med SAS với giá hàng trăm triệu euro. Nguồn tin thân cận cho biết, Capital Land Investment đang chiếm ưu thế khi ra giá cao hơn các đối thủ khác. Các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra và chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Capital Land Investment niêm yết từ cuối năm 2021 như một phần của quá trình tái cấu trúc lớn tại tập đoàn Capital Land đang đối mặt với áp lực thị trường về các khoản đầu tư lớn tại Trung Quốc, nơi đang trải qua thời kỳ suy thoái bất động sản. Tập đoàn Capitaland đang được Temasek, công ty đầu tư đa quốc gia của Singapore, hỗ trợ. Còn Lipmex điều hành hơn 60 khu nghỉ dưỡng trên toàn cầu. Và chủ sở hữu Fortune International đang muốn bán bớt tài sản để giảm nợ. Thưa quý vị, chỉ số công nghiệp Dow Jones phiên hôm qua lập kỷ lục khu phố quân chuẩn bị cho cuộc họp được mong đợi nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong nhiều năm. Chốt phiên chỉ số Dow Jones tăng 0,6% lên 41.622,08 điểm, mức tăng cao nhất mọi thời đại. Chỉ số S&P 500 tăng 0,1% lên 5.633,09 điểm, trong khi chỉ số Nasdaq Composite giảm 0,5% xuống 17.592,13 điểm. Sau khi lo ngại về nền kinh tế Mỹ và trục trặc khác trên thị trường toàn cầu khiến S&P 500 giảm gần 10% so với mức cao nhất mọi thời đại vào tháng trước, chỉ số này chỉ còn cách kỷ lục một ngày nữa. Nhờ sự phấn khích trong các nhà đầu tư về việc Fed giảm lãi suất, họ dự đoán có 63% khả năng Fed sẽ giảm lãi suất 25 điểm cơ bản, con số này tăng từ 50% hôm 13 tháng 9 và chỉ 30% một tuần trước. Còn theo ngân hàng Morgan Stanley, việc Fed cắt giảm 50 điểm cơ bản là kịch bản tốt nhất cho thị trường. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra nếu Fed có thể thuyết phục nhà đầu tư rằng họ không bị buộc phải cắt giảm lớn hơn bình thường vì lo ngại về suy thoái kinh tế. Cựu chủ tịch Fed chi nhánh New York là ông William Dudley cho biết, việc cắt giảm mạnh 50 điểm cơ bản là phù hợp với thị trường. Bởi nếu chỉ là 25 điểm cơ bản sẽ khiến thị trường thất vọng, tin tốt là có rất nhiều sự nới lỏng đã được dự đoán trong vòng một năm rưỡi tới. Trong khi đó, chuyên gia Mabrao Chetovani từ công ty đầu tư Natixis cho rằng, chúng tôi muốn nói đến việc cắt giảm 25 điểm cơ bản, bởi vì giai đoạn này hiện nên kinh tế Mỹ chưa hoạt động tốt và không có lý do gì để phép vội vã cắt giảm mạnh. Cổ phiếu châu Á trao đảo phiên hôm nay trong bối cảnh chỉ còn một ngày nữa là đến thời điểm dự kiến bắt đầu chu kỳ nới lỏng của Fed. Chỉ số MSCI châu Á Thái Bình Dương tăng 0,47%, chỉ số Hang Seng của Hồng Kông tăng 1,44%. Giá dầu tiếp tục tăng hôm nay khi thị trường chú ý đến mối lo ngại về sản lượng của Mỹ sau cơn bão Rang xin giá dầu thô Brent tương lai tăng 0,44% lên 73,07 đô la Mỹ một thùng, trong khi giá dầu thô Mỹ tương lai tăng 0,67% lên 70,56 đô la Mỹ một thùng. August Barbro của nhà cung cấp thông tin về năng lượng và hàng hóa NB Global Commodity Insight đánh giá. Bất kỳ cân bão nào cũng đều gây lo ngại trên thị trường dầu. Mặt nước có chút gợn sóng, nhưng về cơ bản, thị trường hiện đang có tình trạng cung vượt cầu. Trên thị trường vàng, giá vàng giao ngày hôm nay giảm 0,22% xuống 2.576,84 đô la Mỹ một ao. Thưa quý vị, từ khi cuộc xung đột ở Gaza nổ ra, Israel đã tăng cường an ninh và hạn chế để người lao động Palestine và làm việc ở khu bờ Tây mà họ chiếm đóng. Tình trạng thất nghiệp ở đây gia tăng, trong tình thế này, một số công dân đã quay lại với nông nghiệp để sinh tồn. Ớt, cà chua và rau củ được thu hoạch, được sắp vào rổ, được vận chuyển từ thị trấn Beisdachan thuộc miền Trung, Bắc Bờ Tây, bị chiếm đóng, đến các khu chợ khắp khu vực. Vài tháng trước, thị trấn 5.000 dân này hầu như không trồng và sản xuất nông sản gì, hầu hết thanh niên làm lao động chân tay ở Israel. Sau khi cuộc chiến ở Gaza bắt đầu, mọi người mất việc, nhưng thay vì chấp nhận cảnh nghèo đói và tuyệt vọng, hàng chục người đàn ông thất nghiệp đã tìm thấy động lực từ câu chuyện của Mohammad Abu Thabek, người đã từ bỏ công việc lao động chân tay để chuyển sang trồng trái cây và rau quả. Chỉ trong vài tháng, từ hai ngôi nhà kính để trồng trọt, ông Mohammad đã phát triển được một công ty với gần 200 nhà kính. Nông dân Raes Abu Zik cho biết, Điều này còn tốt hơn trước dù thu nhập của tôi thấp hơn, Tôi trồng trên đất riêng của mình, không phải đối mặt trạm kiểm soát hay là rắc rối gì. Nhờ những công ty khởi nghiệp nông nghiệp này, BX Dajan đã có thể phục hồi nền kinh tế với hàng trăm việc làm mới đã được tạo ra, bao gồm thu hoạch, vận chuyển và bán sản phẩm. Một cửa hàng chuyên bán phân bón và các sản phẩm trồng trọt khác cũng đã được mở trong khu vực. Mặc dù có lợi nhuận, việc trồng trọt ở Beit Dazan không phải là công việc dễ dàng khi nguồn nước ở đây khan hiếm, trong khi những người định cư Israel luôn tìm cách tấn công các nhà kính. Nông dân Abbas Haji Mohammed cho biết, Rắc rối chính là những người định cư Israel, họ cứ liên tục quấy rối chúng tôi. Mấy đứa con trai của tôi đều từng làm việc ở Israel, nhưng giờ chúng làm việc với tôi ở đây. Nông dân Yasser Abu Salameh cho biết, tôi và bảy anh em khác đều mất việc sau khi xung đột diễn ra nếu không nhờ những ngôi nhà kính này chúng tôi không thể kiếm đủ để sống không ai ở đây dự định sẽ quay lại làm việc ở israel bất chấp phải đối mặt với những rủi ro họ vẫn tự hào về sự tự do mới mà mình tìm thấy được câu chuyện hồi phục của thị trấn bidazan đã truyền cảm hứng cho các thị trấn lân cận đây cũng là điều mà người palestine tuyên bố là tinh túy của tinh thần của họ tinh thần kiên cường Quý vị khán giả vừa theo dõi bản tin tiêu điểm kinh tế thế giới trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai.